Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện gì cũng biết và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày. Lộ thêm hình ảnh cực hiếm hôn phu đại gia của Phạm Hương. Trên thực tế, vị doanh nhân này đã vướng nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 từ năm 2018. Hình ảnh được cho là vị hôn phu của Hoa hậu Phạm Hương. Trước đó, vài ngày, cư dân mạng lan truyền hình ảnh, được cho là vị hôn phu của Phạm Hương, trong ảnh, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 đứng cạnh bố bé mắc rất tình tứ. Con trai nhỏ ngồi xe nôi ở phía trước, ngoài Phạm Hương và cậu bé mắc còn có con trai riêng của vị doanh nhân này. Ngay lập tức thông tin về vị doanh nhân này cũng được hé lộ. Anh chính là Bobby Phước Trần, doanh nhân Việt kiều Mỹ, hiện đang đảm nhiệm chức vụ CEO của công ty Thiên về lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á. Vị hôn phu của Phạm Hương có ngoại hình bảnh bao, trông rất phong độ và điển trai. Tin đồn Phạm Hương và doanh nhân Bobby Phước Trần hẹn hò đã bắt đầu nổ ra vào năm 2018. Theo đó, một vài nguồn tin cho rằng anh từng có một đời vợ hiện đang nuôi hai con trai ở Mỹ. Bobby Phước Trần có nhiều mối quan hệ trong giới showbiz, anh cũng nhiều lần nhận được giải thưởng doanh nhân phong cách và thành đạt trong ngành kinh doanh xuất nhập khẩu của mình trong những năm qua. Nhờ quen biết nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí, Bobby Phước Trần có cơ hội gặp Phạm Hương và nảy sinh tình cảm với cô nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm